vì nọ xương điếp sáu xiêm sẩy ao huyện chợ đồn ATK bền tí hết du lịch hết đây mở kinh tế xã hội mắn chắn huyện chợ đồn tỉnh Bắc Cạn đã vạ đang mì lai việc hết cẩn xíu đây mẹc trang tí khảo xiêm mì bại hướng dẫn viên du lịch hết việc đây cho pi nọ ngắm cò bừa mà xương chồng lỉn liều bại búng du lịch rú tỷ phuông. Nhìn lường Thị Mai Hiên, ngắm đài tuyển dụng, khảo hết việc rú Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Mái cạ son chuyên ngành quản lý văn hóa, tọ rì đã quá, nhìn Hiên kiêm nhiệm thêm, mưa tăng hướng dẫn viên du lịch, hử bại đoàn khách thân hết việc, bại đoàn thân tham quan, bại điểm di tích lịch sử, rú huyện Chợ Đồn. Nhong nắm đài son đúng chuyên ngành, nhìn Mai đã táng son, táng ngòi tèo trang bừa lâu hết, phe đại cấp chứng chỉ, hướng dẫn viên du lịch. Phe hết hướng dẫn viên du lịch, đáy bẹn ca này. Khói leo táng son sam kinh nghiệm, tứ bại cần đai, xài cơ quan. Hết lừ, phe lầu kinh phuối đây tình, mì đo thông tin, và ép lè leo xa thấp, mưa di tích, xe giới thiệu hử khách du lịch chắc lọ hơn. Búng di tích lịch sử đặc biệt ATK chợ đồn, mì nhiệt híp hả điểm di tích, trang tỉ mì hốc di tích đẩy xếp hạng cấp quốc gia, lai di tích lịch sử cấp tỉnh, sai tì là bại điểm du lịch trải nghiệm bẹn Pia Khao xã Bản Thi, Pù Chè xã Bằng Phúc, bại pi sở nảy, sổ cần thân lỉn liều rú huyện chợ đồn, han lai khẩn. Bừa khách du lịch thân tham quan, càng phần càng lai. Lại cùng ái xa cần, xe tải tàng, thuyết minh mửa du lịch lai hơn, bỉ sáu con. Nhọng bện mửa chuẩn hóa đội ngũ thuyết minh viên, đã đẩy huyện chợ đồn hết, tứ bừa tuyển dụng. Bện tọ thân này tăng huyện, vận sang mì đo cần, hết hướng dẫn viên du lịch, vạ cùng sang đẩy son, mửa chuyên môn hết việc. Mưa son tại chuyên môn, xe hết du lịch, lè chăn cấn diếu, tứ tì ao kinh tế xã hội, của tì phuông bay khấn mán chắn. Nem tì cấp ủy đảng, bại ban ngành đoàn thể leo tái tàng, chướng ngòi, vạ chướng dùng đây văn hóa lịch sử, cáp sáu son tại, mưa truyền thống. Huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, đạ ngòi, vạ chắc cạ, mưa hết du lịch, đài ngòi, lè hướng bay chúng tàng, vạ cẩn diếu, xe hết vạ ao kinh tế xã hội của tỉnh Bây Khẩn. Xe cái có, vạ mì đo hướng dẫn viên du lịch đẩy chuẩn, tó nả huyện chợ đồn vẫn sẽ ngòi, mì kế hoạch tuyển dụng, son mửa chuyên môn, cách kinh phối, đạo đức nghề nghiệp, hử bại hướng dẫn viên du lịch, hết việc đẩy đây. Cho pi nọng sở quây hăn ngám cò, bừa thân lỉ liều, rú bại điểm du lịch của tỷ phuông.